on it. Vừa đi qua cái đám mây kia rồi. Rồi tới nơi các bạn nhá. Này phải đi một đoạn đường đất nữa nhưng mà khả năng là không đi được rồi. Sau mình kéo như này này. Ui, đoạn dưới này ghê quá, đường đất này các bạn này. Có thể là mình sẽ đi được một đoạn. Đi được đoạn nào thì hay đoạn đấy. Thì nhà ông kia ở tận dưới kia cơ. Một đoạn khá là xa đi đường đất. Nói chung cái đoạn này thì nó còn có đá này, còn bám tí. Chứ cái đoạn dưới kia thì bị đất đỏ các bạn ạ. Rất là trơn luôn. Dê cả bánh luôn các bạn ạ. Bánh trước không quay luôn. Wow. Ôi có lẽ là sẽ đến đây thôi. Chỉ đến được đây thôi bạn. Mình không gọi được các bạn. Nhà ông thì nơi đây thôi. Cái nhà tôn màu xanh. Trơn không đi được. Đoạn kia nó còn có đá này còn đi được. Sống yếu sao ấy. Đặt xuống, đặt chân nó xuống. Để em vác. Ui giời.
Cái này lót rồi, cái miếng lót nó rơi mất, thế này bị sốc tí. Quang đấy,